Đây, ở đây là những chiếc xe cứu hỏa này. Bây giờ mình sẽ cho vào chuồng nhá. Đây nhá, cho một chiếc xe cứu hỏa xuất bến nào. Đây. Wow, chạy nhanh quá. Chiếc xe cứu hỏa mini luôn. Một chiếc xe sẽ xuống từ đây nào. Xuống đi, đây. Con có một chiếc xe cứu hỏa. Ôi, đám cháy này to quá em Cam ơi. Để chị gọi xe cứu hỏa đây. Alo, đây có phải là trung tâm cứu hỏa không? Ở đây có một đám cháy rất là to. Không có xe cứu hỏa nào ở đấy à? Ôi, tất cả các xe cứu hỏa đều đi dập tắt các đám cháy ở chỗ khác rồi. Bây giờ không có xe cứu hỏa thì phải làm như thế nào hả em ca? Chị hỏi đến chị em làm sao biết được? Ai có xe cứu hỏa đây? Có xe cứu hỏa đây. Ui, xe cứu hỏa đến à? Xe cứu hỏa đến à? Đâu, đâu? Các cậu có đám cháy cần dập tắt à? Đúng rồi, ở đây có một đám cháy rất là to cậu ơi. Xe cứu hỏa đâu? Đây, xe cứu hỏa đâu? Xe cứu hỏa loại mới đây. Nhưng mà bình thường á, cậu là dùng ô tô cứu hỏa đúng không? Đúng rồi. Cái này á của tớ nó là máy bay cứu hỏa. Bình thường ô tô đi mãi mới tới nơi á, máy bay bay vèo một cái là đến luôn. Từ trước tới giờ tớ chỉ nghe thấy ô tô, xe ô tô cứu hỏa chứ gì, chứ chưa bao giờ nghe thấy có cả máy bay cứu hỏa. Các bạn nhà mình có bạn nào nghe thấy máy bay cứu hỏa bao giờ chưa? Máy bay cứu hỏa nó sẽ chở những cái ô tô cứu hỏa đến những cái nơi mà ô tô không thể đến được. Chẳng hạn như bây giờ đỉnh núi mà bị cháy thì cậu làm thế nào? Thế thì phải dùng máy bay chứ còn gì nữa đúng không? Có lý đấy. Máy bay sẽ là những cái máy bay rất là to mà ở bên trong chở rất nhiều các ô tô cứu hỏa, xe cứu hỏa đúng không? Đúng rồi. Bây giờ để tấm mở cho mày xem, cậu nhìn thấy chưa? Bao bì aircraft này này. Một chiếc máy bay thì nhìn thấy có đôi cánh rồi đây này. Đấy. Và rất nhiều các ô cửa sổ. Đây này, một cái máy bay luôn. Ôi trời ơi, máy bay gì này không có cánh. Ôi trời ơi, đưa tôi xem nào. Đúng rồi các bạn ơi, trong cái máy bay này của cậu nó kỳ lạ thế. Máy bay cứu hỏa kiểu gì mà đuôi cũng không có, hai cái cánh hai bên cũng không có, thì làm sao mà bay đi cứu hỏa được? Hai chị em này, cậu từ từ ra nào. Còn bao nhiêu đồ trong đây này? Đâu? Đây này. Đấy, đấy, đấy. Đây. Wow. Tớ đã mang hết ra đâu mà các cậu cứ muốn như thế. Đây nè, cái này trước khi mà nó sử dụng được là nó phải lắp ghép nhiều thứ lắm. Thế? Thích cánh đúng không? Đây, cái này là cái gì? Em Cam. Cái quả. What? Quả đâu mà quả? Đây là cái cánh máy bay phản lực đấy. Đấy, máy bay thì phải lắp đây. Cánh chứ gì? Có cánh luôn, một cái một cánh cái này. Cánh này. Hai cái cánh. Máy bay này sắp sửa lên hình rồi đấy. Và hai cái cánh phụ ở phía sau nữa. Hai cái cánh phụ ở phía sau này. Đấy. Đây, và còn cái đuôi này nữa. Máy bay phải có đuôi chứ, vô lắp ngược rồi cậu. Đây, đuôi nó phải quay về phía sau đây này. Đấy chưa? Một cái máy bay trông nó giống chưa? Mà máy bay này nó chở các xe cứu hộ ở đâu vậy cậu? Tôi chả nhìn thấy cái khoang để xe cứu hộ ở đâu cả. Đấy, cứ từ từ để tớ bắt đầu tớ mở lên này. Đây. Mở được như thế cơ à? Mở hơi bị ác luôn. Đây rồi, cái máy bay ra. Mở hai cánh ra luôn này. Bỏ cái cần này xuống này. Thấy chưa? Hình như là các cái xe cứu hộ sẽ vào trong này đúng không? Đúng rồi, đi ra từ trong đây này, mở cửa đây lên này. Đây. Xe cứu hộ nhìn thấy chưa? Trong đây. Rồi. Em Ca mang cho anh mấy cái cầu trượt xem nào. Đấy, đúng rồi. Bây giờ tớ phải để xuống đất này nó mới có rộng này. Để cho những cái xe con nó có thể leo được lên cái máy bay này. Thì cần phải có một những... cái đường đi lên. Đúng rồi, một cái đường đi lên như này này. Bốn cánh đều có bốn đường đi lên luôn. Để các chiếc xe sẽ leo lên trên cái đường này để đi vào bên trong gara. Đúng rồi. Đây này. Cái này phải vòng ra phía sau như này này. Bên này cũng vòng ra phía sau như thế đấy, đi từ đây lên cũng được mà đi từ dưới này lên cũng được luôn. Mở những cái cửa này ra để những chiếc xe có thể đi vào đây luôn này. Nhưng mà cậu ơi, cái xe máy bay cứu hộ này tại sao nó lại có cái cầu trục như là cái xe cầm cẩu thế này à cậu? Để làm gì vậy? À, nó có thể
kéo ra kéo vào được này. Thả dây dài xuống này. Hay chưa? Cái này ấy, để cho chẳng hạn như là những cái trường hợp nào mà nó cần cần nâng một cái gì nặng ấy, thì cần có cái để nâng chứ. Nếu không thì làm sao mà nâng được, đúng không? Anh nhìn nắp lên lên không là bị cháy đây. Được rồi, cứ phải từ từ nó mới có quy trình chứ. Bây giờ đây, anh lắp cái này vào đây là được rồi đây này. Đâu? Cái này lắp ở đây à? Đây này, lắp vào bốn cái lỗ này. Đấy, nó có thể xoay được như thế này này. Hạ xuống này. Hạ dây xuống này, đấy. Thấy chưa, để có thể móc cái gì đó lên. Rồi, tao nhìn thấy rồi. Yếm ơi, tao thấy ở trên chiếc máy bay này có bốn cái nút bấm xanh đỏ tím vàng này. Để làm gì vậy cậu? À, tớ còn chưa nói với cậu đây này. Ở dưới cái xe này, nó sẽ có một cái bộ lắp pin để tớ lắp pin vào đã. Lắp pin á? Đúng rồi. Các em đưa cho anh mấy cục viên pin nào. A few moments later. Pin đi anh Yếm ơi. Đâu, đưa cho anh hai cái cục mới mới này nào. Đây, lấy hai cục này được rồi. Mình lắp 3 viên pin vào đây đã nha. Để xem cái điều kỳ diệu đây này. Nó sẽ hoạt động được luôn. Rồi. Đâu? Nó chạy như thế nào vậy cậu? Đấy, bật lên một cái là nó có tiếng kêu này, cậu nhìn này. Đèn ở đây này. Dạ. Nó có rất nhiều chức năng. Bật nó có thể có nhạc đây. Đấy, có cả tiếng kêu của máy bay này. Này thôi em Cam, bây giờ mang những cái xe cứu hỏa đây cho anh nào. Đây, ở đây là những chiếc xe cứu hỏa này. Bây giờ mình sẽ cho vào chuồng nhá. Đây nhá, cho một chiếc xe cứu hỏa xuất bến nè. Đây. Wow, chạy nhanh quá. Chiếc xe cứu hỏa mini luôn. Một chiếc xe sẽ xuống từ đây nào. Xuống đi, đây. Vậy này lắp vết xe cứu hỏa xong rồi. Tớ còn thấy ở trong cái túi mà cậu mang đến có những các cái biển báo và các cái cây này này. Có rất nhiều biển báo. Còn đây là một cái gì đây? Trông giống như là một cái... cột nước cứu hỏa cậu ơi. À, cột nước cứu hỏa. Mình sẽ di chuyển những cột nước cứu hỏa này đi đúng không? Đây nữa này. Đây là những cái biển báo giao thông để mình đặt cạnh những cái chiếc xe này. Để cho nó chỉ dẫn giao thông cậu ơi. Chẳng hạn như cái biển này là trên biển hàng rào này, chỉ đi một hoặc hai bên này. Biển này là biển giới hạn tốc độ này. Đây là đèn xanh đèn đỏ này. Biển này là nơi cảnh báo dành cho người đi bộ qua đường đây này. Còn chỗ này là chỗ đỗ xe. Đây là biển chỉ hướng đi. À, bây giờ chúng mình đã lắp ghép xong cái máy bay cứu hỏa rồi. Mang máy bay đi, dập tắt đám cháy thôi.